được thực hiện với mục đích trao yêu thương, gửi gắm hy vọng đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn trên đất nước Việt Nam thân yêu. Chương trình từ thiện thường niên trao hơi ấm, trao niềm tin do Hội sinh viên Việt Nam tại Học viện ERCI Singapore tổ chức. Nối tiếp thành công từ năm mùa trước, năm nay các tình nguyện viên lại một lần nữa đóng góp sức mình để giúp đỡ các em học sinh tại Bản Xèo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai để các em có một ngôi trường khang trang hơn. Sau nửa ngày vất vả di chuyển từ Hà Nội lên Lào Cai, các thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Học viện ERCI Singapore đã vượt hơn 30 km đường núi để đến với Bản Xèo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Với sự giúp đỡ của người dân địa phương và các tình nguyện viên, đoàn đã đưa thành công 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng số phần quà bao gồm 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm, muối, đường, sách vở, áo ấm và cặp sách lên đến điểm trường mầm non Cán Tỉ thuộc xã Bản Xèo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Năm nay, Hội sinh viên Việt Nam tại Học viện ERCI Singapore xây tặng công trình lớp học 80m², bao gồm nhà vệ sinh khép kín, phòng ngủ trưa cho các bé, trần cách nhiệt và sân chơi lát gạch. Các thành viên còn tự tay hoàn thiện khâu trang trí, dán đề can cho lớp học và giao lưu văn hóa với người dân và các em học sinh